Hello, xin chào anh em nha. À, nhỏ đang ngủ bắt nhỏ ra chào mọi người luôn nè. Chào mọi người đi. Cái mặt nó ngu luôn rồi đó. Thôi. Khác. Như anh em đã biết á, thì kênh của mình á, chủ yếu á, là về vẽ manga, vẽ anime, vẽ nói chung đủ thứ trên đời á. Nhưng mà dạo này gần đây á, thì thấy anh em có vẻ thích là vẽ về tướng liên quân, thấy cũng nhận lại cái số lượt view, thấy cũng ngon đó, cũng khá đó. Thì mình quyết định là mình sẽ dành thời gian ra vẽ liên quân nhiều hơn. Nhưng mà song song với cái việc đó, lâu lâu mình sẽ lồng những một vài cái vlog kìa, cái đời thường của mình đó mọi người. Nên mình có đầu tư một cái máy Google. Mình thấy là cái Google mình mua lần này thì nó không phải là mới nhất hiện tại, nhưng mà nó cũng đáp ứng được cái những cái nhu cầu mà mình đang cần sử dụng sắp tới. Thì đó là Google chính. Đây, mới lấy về hồi nãy luôn á nha. Đây, mở cho anh em coi nha. Cái này á là mình đã khui ở trong cái cửa hàng rồi. Tại vì á, cái Google này nó có hai cái phần á. Đi nè, nếu mà mình lấy luôn cái phần dưới đây á, thì giá nó sẽ cao hơn nha. Remote nè, với cái cổng cáp, với một cục pin. Mà cục pin nó bán chung á, hỏi lẻ đó thì nó bán chung là 550 nha. Còn mình mua ở ngoài thì tầm 500 thôi. Nên mình quyết định là lấy cái phần trên. Lấy phần trên thì giá nó tầm 8.9 triệu. Giá tầm 8.9 triệu. Còn nếu mà mình lấy nguyên cái combo lấy hết luôn á thì nó hình như là nó tầm 10.050 triệu. Thì nên mình xé ra để cho người ta lấy cái phần dưới nha anh em. Đây như anh em thấy nè. Đó, khi mình mở ra nè nha, thì nó sẽ có sách hướng dẫn nè, từ lượt me nè, một lượt đóng luôn nè, cho mình cái body đó, với một cái cổng cáp, cái này với cục pin nhà mình gắn vô nha, với một cái đồ phận này nè nè. Tại sao mình mua Google 9 mà mình không mua Google 10 hay là Google 8 hay gì đó? Thì Google 9 á, cái thứ nhất á là pin nó như là nó ổn định nhất, mà nó thua cái Google 10 nha. Thì nó chắc cũng thua khoảng, thì nghe nói là Google 10 thì hơn này nó khoảng 30% vậy á. Thì Google 9 á thì nó hơn cái Google 8 này kia á. Cái á là nó có một cái màn hình mé trước nè. Ví dụ như mình quay vậy thì mình vào màn hình này. Vào màn hình này nha. Còn ví dụ như mà mình muốn quay về cái mặt của mình nè. Ví dụ mình làm vlog mình quay về mặt của mình á thì mình có cái khung nhỏ này nè. Mình dòm để cho nó ngay cái khung mình á, ngay khung mình cho nó đẹp á. Nhưng mà mình nghĩ hai màn hình này nếu mình bật lên lần hai cái pin của nó sẽ bị giảm. Thành ra quay selfie thì nên dùng nha. Còn không có thì thôi anh em cứ tắt đi. Nó được cái này nữa là nó tiện lợi hơn, nó hay hơn cái Google 8 về trước nha. Là nó có cái hộp rất tiện lợi nha. Đi chơi hay đi cái gì đó đem theo cái này thôi là đủ, quay đủ hết tất cả mọi người thứ trong đây rồi. Nhưng mà 8 triệu 9 xong rồi á, nó cũng chưa có làm ăn được gì đâu. Nó phải có những cái phụ kiện đi theo nữa nha. Đây, anh em biết gì không? Cái đầu sạc á, cái đầu sạc thì nó có, như mình nhớ là nó có hai loại. Một loại là có nắp á, có nắp thì chỗ đó nó bán 400, còn cái này mình mua 300. Thì nó có ba cái như vậy. Một cục pin của nó quay có thể là, nghe nói đâu là 1.5 tiếng. Mình nghĩ hai cục thì chắc ổn rồi, sẽ được ba cục nha. Thì chắc mốt có tiền mua thêm cục nữa, ba cục cho nó đẹp đội hình luôn. Này là cái nắp tặng thêm cho mình. Cái thứ hai, đây pin như nãy mình nói nè, thì mình mua là 500 thẻ micro SD nha. Mà micro SD không phải là mua thẻ nào cũng được, tại vì cái con Google này á, nó một cái là nó cái tốc độ ghi của nó rất là cao, nên mình phải mua cái thẻ nào mà nó cái tốc độ mà của nó phải bằng với cái Google này hoặc là cao hơn chứ thấp hơn á là nó sẽ gây ra cái tình trạng là giật lắc nè, rồi có khi đứng máy nữa. Cái này mình coi có chỗ bán 128GB là 700.000 luôn anh em. Tách đôi đó ra là hai thẻ 64GB. Đó anh em thấy không? 64GB nè. Thì mình mua là thì mấy đây nói chung là tính sơ sơ là thấy cũng mất hết 600 thôi rồi. Chưa dừng lại ở đó đâu. Có Google rồi. Không lẽ bây giờ cầm cái máy Google này cứ cầm như cái máy quay gì, không lẽ cứ cầm gì vậy, đi ra ngoài đường quay gì á, nhìn kỳ lắm, trời ơi kỳ lắm luôn á. Thì đó, mình đã phát hiện ra có một cái thú vị hơn, đó chính là cái kẹp Google. Cái kẹp xịn này nói chung là giá nó cũng chua lắm. Đây mình lấy ra,
Đây nè anh em thấy không, 600k. Và cái món tiếp theo đáng lẽ mình nhiêu đây là mình dừng rồi. Mình bất chợt nhớ tới là đôi khi mình cũng phải cầm tay đó, nên thành ra là mon men lên trên trang web kiếm luôn cái cây gậy chụp hình. Cây gậy này nó nói chung là cây gậy này nó cũng hơi nhỏ nha, theo mình nghĩ nó hơi nhỏ. Này có thể gỡ ra như thế này, mình gắn Google vô đây. Ủa hồi nãy mình quên nói là tại sao mình không chọn Google 10 mà mình chọn là Google 9 nha. Thì Google 10 á, ok thì nó ok hơn thiệt, nó hay hơn thiệt, nhưng mà cái là giá tiền nó cao hơn. Cũng như thực ra Google 9, Google 10 á, Google 9 thì Google 10 nó có những cái đặc điểm nổi trội hơn á, là chống nước bền hơn, pin nó cao hơn đó. Thì thì đó nói chung là tùy thuộc vào nhu cầu của anh em thôi. Ví dụ như chống nước đi, mình nếu mà mình quay mà chủ yếu ở dưới nước với hồ bơi, mà quay kiểu mấy cô áo tắm này kia đó đó, thì mấy anh em nên Google 10 thì nó chắc chắn hơn cái này. Còn mình á thì dạng mình quay kỷ niệm, vô lâu lâu mình đi chơi mình quay đó, ví dụ lâu lâu nhưng mình quay kiểu vậy thôi, nên mình chọn cái Google 9 thôi, nó đáp ứng đủ nhu cầu của mình thôi. Nhưng mà giá của nó hình như là tới 11 triệu mấy được á. Thì thà mình mua cái này 8 triệu 9, nhưng mà mình để những cái số tiền đó mình mua những cái lắc nhắc cái này. Ok, bây giờ mình sẽ tổng hợp lại coi nãy giờ mình mua giá trị tổng hết giá trị là bao nhiêu nha. Thì nói chung là nó còn nữa đó, nói chung là cái anh kia anh nói với mình là xài tới đâu thì sắm tới đó, chứ thực chất là nó còn nữa. Ví dụ như là đèn nè, đèn để gắn ở đây nè, rồi chưa kể cái mic nữa nha. Mic mà kiểu mà kẹp xe, như mình nghe nói là như là cũng 2 triệu mấy 3 triệu đó, đó thấy cũng tốn tiền rồi đó nha. Điều chính thì nó gồm có là máy nè, pin nè, cái cục pin này 500 nữa, hai cái thẻ nhớ 600 của sạc pin, thì cái này là 300, 600 nữa, cái này tính là 189, thì mình tính tổng hết luôn là tầm 11 triệu 100 ngàn, thì tầm nói chung là tầm 11 triệu á, nói chung là đủ xài thôi, chứ cũng còn thiếu nhiều lắm. Đèn nè, mic nè, len nữa, đủ thứ hết trơn á. Nói chung là này tạm thời đủ quay một cái cuộc chuyến đi du lịch hay là một cái cuộc đi ăn uống này kia thôi. Rồi lại cuối thì anh em nào chơi Liên Quân hay cái gì đó thì ủng hộ vào những cái bức hình vẽ của mình nha. Bây giờ clip đến đây cũng kết thúc rồi. Để mình kêu mèo của nó chào mọi người nha. Ê, nó chạy rồi anh em ạ. Xin chào anh em nha. Hẹn anh em vào một clip sau thú vị hơn, vui vẻ hơn nha.